Chiếc quạt nước của Zagumac với tên model là KS4800R, sản phẩm vẫn được bọc hoàn toàn bằng lớp nhựa ABS rất là chắc chắn và nhẹ nhàng. Sản phẩm có chiều dài là 48cm, rộng 34cm và cao là 96cm tính gập bánh xe. Sản phẩm sẽ bao gồm thêm hai cục đá khô, một chiếc điều khiển từ xa và một cái cờ lê khá nhỏ. Các bạn điều khiển từ xa rất là tiện lợi. Và sản phẩm sẽ có tốc độ gió là 12m/giây theo như công bố của nhà sản xuất. Và khi mình sử dụng này, nó mát hơn rất là nhiều. Và trong một số những điều kiện lý tưởng có thể xuống tận 25 độ C, dung tích bình lên đến 35 lít. Sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Hỗ trợ bảo hành sẽ được hỗ trợ trực tiếp tại 3 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An. Còn với những tỉnh thành khác sẽ được hỗ trợ qua mạng. Các bạn có thể comment xuống phía dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên bán Trả Góp để biết được mức giá chính xác của sản phẩm. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.